Có bạn bình luận hỏi Mai Duyên á, Mai Duyên ơi, quay ban đêm ở Canada đi. Hiện tại thì mình đang đứng ở giữa thành phố nha các bạn, ở giữa thành phố ở Canada. Đây hiện tại là 9 giờ nha các bạn, 9 giờ tối. Đấy, 9 giờ tối cái mùa hè này á, là nó ban ngày nó nhiều hơn ban đêm nha các bạn. Đấy, thông thường là 10 giờ nó mới tối. Đấy, hiện tại là 10 giờ rồi, 9 giờ rồi nha. Đấy, 9 giờ rồi. Thì ở Canada này nó không có nhộn nhịp giống như ở Thái Lan hay là ở Việt Nam. Thông thường ở Việt Nam hay là ở Thái Lan đấy, đúng không? Ở ban đêm ấy thì nhiều giống như khách đi chơi đúng không? Đấy, có người ta bán hàng rong. Còn ở Canada này thì không có nha các bạn. Đấy, không có đồ bán hàng rong ở nước ở ngoài đâu. Đấy, thì bên này thì người ta đang rửa. Đấy, bên kia kìa. Để mình quay sơ cho các bạn xem mà thành phố ở Canada nhá. Đấy, hiện tại thì Mai Duyên vừa mới đi học tiếng Anh về nhá các bạn. Đây, đây là xe đạp của Mai Duyên. Đấy, xe đạp nhỏ thôi. Đấy, thì bên này á, bên kia là cái khách sạn nha các bạn. Đấy, khách sạn. Đấy, khách sạn rất là to luôn. Bên này là giống như cái tòa nhà cao tầng nhất ở ở thành phố này nhá. À, thành phố này là thành phố Edmonton, tỉnh Alberta. Đấy. Nếu mà ở Việt Nam đúng không, ban đêm như thế này đấy là sẽ có người ta bán đồ vỉa hè đấy, bán bánh hay là bánh tráng hay là bún phở gì đấy. Còn ở Canada thì không nhá. Đấy, quay chơi cho các bạn xem này, thấy không, đây là xe máy này. Bên này cũng hiếm gặp xe máy lắm các bạn, lâu lâu mới gặp xe máy. Đấy, thấy không, xe máy đi xe to không à. Đấy, nhưng mà hiếm gặp lắm. Đấy, để mình quay chơi cho các bạn xem nhá. Đấy, thành phố ở Canada nhá. Tại vì buổi tối rồi đấy thì ít xe lắm. Đấy, xe còn ít lắm. Đấy, ít xe lắm. Tại vì người ta đi làm về hết rồi. Bây giờ là ban đêm, 9 giờ rồi, 9 giờ tối rồi. Đấy. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của Mai Duyên. Đừng quên theo dõi kênh của Mai Duyên để nhận được video mới nhất. Mai Duyên sẽ chia sẻ cuộc sống ở Canada. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp nhé.